Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, phần luận giải về vận mệnh tử vi cho tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 1 thì sẽ giúp cho quý vị chúng ta nắm bắt được vận hạn tốt xấu, những điều khó khăn và thuận lợi của mình. Xem tử vi cho tuổi Kỷ Dậu trong tháng 1 âm lịch sẽ giúp cho quý bạn biết được những sự kiện quan trọng về công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo trong tháng có những thay đổi gì. Và sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi vài luận giải về tử vi chi tiết cho tuổi Kỷ Dậu trong tháng 1 âm lịch. Xin mời quý vị lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 mệnh đại dịch thổ, có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên, cũng không tránh được những khó khăn bước đầu. Song khi vượt qua được những điều đó thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ bạn phía trước. Thành công càng ngày càng thêm rực rỡ. Tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh. Họ thích đi chơi, đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cho cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây chính là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập tới, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ giành được thành công. Con giáp này còn được quý nhân luôn ở bên mình, nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân của bạn, dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn. Tuy nhiên, thành công rồi chớ nên để tự cao tự đại, nếu không thì dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Tháng này, sự nghiệp của người tuổi Dậu sinh năm 1969 tiến triển khá tốt. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội để phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến cho mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình. Dù có thành công cũng chớ nên kiêu ngạo, kẻo sinh chuyện thị phi, tự đẩy mình vào rắc rối. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn không thực sự lý tưởng, các nguồn tài chính không gia tăng mạnh mà lại có nhiều khoản cần phải chi tiêu trong cuộc sống. Vì thế cần phải chú ý tiết kiệm, chớ nên tiêu xài bừa bãi cho những hoạt động không thực sự cần thiết. Xét về thiên can, kỳ âm thổ gặp nhâm dương thủy nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần phải khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp trong năm 2022 của quý gia chủ khá hanh thông, đón nhận nhiều cơ hội phát triển, năng lực làm việc đã được thể hiện và chứng minh qua rất nhiều trọng trách mà cấp trên giao cho. Nhờ vậy, đường tiến thân cũng rộng mở hơn rất nhiều. Trong tháng mưu sự thuận lợi, sự nghiệp có được quý nhân phù trợ, vận trình sẽ càng thêm hanh thông nếu biết chủ động trong mọi tình huống. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt không nên do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Người làm công ăn lương sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc vào dịp này rất nhiều, bạn phải tăng ca làm liên tục, nhưng bạn sẽ nhận được mức lương thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế chính là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Được cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát sẽ khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Kỷ Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 1 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập. Bạn biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm gì để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Kỷ Dậu lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc, bởi khi cơ thể đã mệt thì dù cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Tháng này tài lộc chưa thực sự như ý, bạn lại phải chi tiêu một số tiền lớn, chi nhiều hơn thu dẫn đến tình trạng hao tài, cần phải có nhật ký và kế hoạch chi tiêu cụ thể.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 1 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu khá ổn định, gia chủ có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình. Những gia chủ tuổi Kỷ Dậu không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống thì sẽ giúp cho bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Các gia chủ tuổi Kỷ Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Kỷ Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này có quý nhân xuất hiện nên mang tới cho người tuổi Kỷ Dậu nhiều mối nhân duyên cát lành, ngoại giao tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ hết mình. Nếu vẫn còn sống một mình, có thể bạn sẽ được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp để góp gạo thổi cơm chung, có thêm người bầu bạn và chăm sóc sớm tối. Với người đã có gia đình, nhìn chung gia đạo êm ấm, các thành viên không có khúc mắc gì quá lớn. Tuy nhiên, nam mệnh cần phải học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn đời hơn. Sự áp đặt một cách gia trưởng của bạn sẽ không có lợi cho tình cảm vợ chồng. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim và Kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Kỷ Dậu, trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 1 năm 2022, tức ngày 7 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 1 năm 2022, tức ngày 19 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 1 năm 2022. Tức ngày 8 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 1 năm 2022, tức ngày 20 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công, bởi vì mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống, có lẽ là đầy chông gai này, đúng không ạ? Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 1 âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Diễm Quỳnh thay mặt cho những người thực hiện chương trình kênh Phong thủy Gia Cát cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong thủy Gia Cát. Xin mến chào.